Thị trường kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội thì đang ngày càng phát triển cả về quy mô và hình thức. Để thu hút sự chú ý của người xem thì các nhà kinh doanh trên các ứng dụng đã sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức livestream độc đáo, không chỉ đem lại tiếng cười cho cư dân mạng mà còn tạo trend. Sau đây thì hãy cùng Blog Khởi Nghiệp tìm hiểu xem đó là những hình thức độc đáo nào nhé. Bán hàng bằng vũ đạo. Hình ảnh của hai chàng trai nhảy vũ đạo trên nền nhạc remix đã từng gây sốt một thời trên mạng xã hội TikTok. Và trong quá trình livestream, mặc dù đoạn vũ đạo của họ được nhận xét là đơn giản, tuy nhiên lại rất thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với slogan quen thuộc, cả nhà đẩy view giúp em nào, đã khiến cư dân mạng không thể rời mắt khỏi màn hình. Sự niềm nở cùng phong cách thoải mái, thân thiện của hai chàng trai đã khiến cho đoạn cắt trong livestream này trở thành viral. Bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop vào tháng 4, tuy nhiên phải đến khi điệu nhảy aerobic thần thánh xuất hiện thì shop quần áo của hai anh chàng này mới được chú ý rộng rãi. Thay vì sử dụng cách livestream truyền thống, chủ cửa hàng Mao99 đã quyết định kết hợp nhảy và chốt đơn trong suốt một tiếng đồng hồ. Nhờ vào yếu tố độc đáo này mà lượt xem trực tuyến của họ đã tăng mạnh, với lượng người theo dõi tăng từ 600.000 người lên đến 1,8 triệu chỉ trong vòng 3 tháng. Tình hình kinh doanh của cửa hàng trên TikTok cũng đã đạt rất nhiều thành công đáng kể. Thậm chí clip viral này còn khiến nhiều người dùng bắt chen, tung ra hàng nghìn những clip cover mặc dù họ không bán hàng hay là kinh doanh gì. Ngoài ra, hiệu ứng giải trí từ các buổi livestream kết hợp với xu hướng review sản phẩm trên TikTok Shop cũng đã góp phần thúc đẩy thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Điều này là do quy trình mua sắm trên TikTok vốn là một vòng lặp vô hạn. Khi một người mua sản phẩm sau khi xem buổi livestream và chia sẻ trải nghiệm của họ về sản phẩm, thì thông tin đó sẽ tiếp tục lan truyền, tạo đà để hấp dẫn nhiều người mua hơn. Tận dụng khía cạnh này, thương hiệu có thể tăng cường sự nhận diện và xây dựng lòng tin từ phía người tiêu dùng. Vừa bán hàng vừa bán rap cực mượt. Trung Quốc thì vốn nổi tiếng là một trong những quốc gia phát triển nhất trong lĩnh vực bán hàng qua mạng, đặc biệt là hình thức livestream. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, thị trường này là mảnh đất màu mỡ và rất giàu tiềm năng, có thể mang lại thu nhập khổng lồ. Đặc biệt, có thể khẳng định được rằng, cho đến thời điểm hiện tại, khó quốc gia nào có thể sánh bằng Trung Quốc trong lĩnh vực livestream bán hàng. Nổi bật trong thời gian gần đây phải kể đến cái tên là Thường Thanh Nương Nương, hay còn được cộng đồng mạng Việt tặng cho biệt danh là bà tổ bán hàng trực tuyến. Trong mỗi phiên bán hàng livestream của cô thường mặc bộ đồ cổ trang và bán rap theo nhạc nền cực kỳ hấp dẫn, mà nhiều người xem gọi đơn giản là thần khúc bán hàng. Ngoài ra, phía sau cô luôn có sự hỗ trợ của 2-3 người đồng hành, cũng là mặc trang phục cổ trang, cầm đủ loại đạo cụ, thực hiện những điệu nhảy hài hước, cùng nhau hô vang các khẩu hiệu để kích thích người mua, như là mua đi, mua đi, mua đi, và chỉ xx nhân dân tệ, chỉ xx nhân dân tệ. Hóa thân đa dạng nhiều nhân vật, không kém gì diễn viên. Theo hình thức livestream này, những người bán hàng sẽ đầu tư hóa trang thành các nhân vật trong những bộ phim nổi tiếng. Sau đó, dựa trên cốt truyện của phim, họ sẽ tạo nên bối cảnh tương tự và diễn kịch theo. Do là nhân vật có độ nhận diện cao, cho nên thầy trò Đường Tăng là các nhân vật thường được lựa chọn. Trong đó thì nhân vật Đường Tăng và Tôn Ngộ Không thường là những người ngồi bán hàng chính, còn các nhân vật khác đóng vai trò phụ họa theo sau. Các bộ phim như Tam Quốc Diễn Nghĩa hay là Thủy Hử cũng nổi tiếng không kém, và những người bán hàng thường hóa trang thành các nhân vật từ các bộ phim nổi tiếng này với trang phục áo giáp và binh đao. Và họ cũng tỉ mỉ lựa chọn những bối cảnh giống như trong phim, ví dụ như cổng thành hoặc là chiến trường, nhằm tạo ra một trải nghiệm chân thực cho khán giả. Đáng chú ý thì ngoài việc hóa trang giống hệt các nhân vật, họ còn có nhiệm vụ chính là mang tiếng cười, kích thích sự quan tâm của người xem đối với việc mua sắm. Họ thường nhảy múa theo nhạc một cách hài hước, giới thiệu sản phẩm một cách rõ ràng và kêu gọi người mua hoặc là donate, tặng quà, ủng hộ theo những khẩu hiệu vô cùng chuyên nghiệp. Diễn xuất như không diễn. Những phiên livestream của cặp vợ chồng này không khác như một bộ phim tâm lý bi đát là bao, có đầy drama cùng với một chất giọng như là lồng tiếng phim Hồng Kông. Trong khi người chồng thường tỏ ra bực tức,
người vợ lại luôn kiên quyết cãi lời chồng để giảm giá, tặng quà, thậm chí là sale sập sàn cho người xem. Người dùng TikTok cảm thấy rất là thú vị với cách họ biểu diễn. Nhiều người đã bình luận, còn đùa rằng xem họ diễn thậm chí còn thú vị hơn cả xem phim truyền hình ngày nay và kịch bản của họ xứng đáng được trao giải Oscar. Tương tự với các hình thức khác trên TikTok, hình thức livestream này cũng nhanh chóng trở nên phổ biến và đã được rất nhiều người cover lại với phiên bản hài hước không kém gì so với bản gốc. Quảng cáo bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, các hình thức livestream còn luôn được làm mới thường xuyên để không tạo nên một cảm giác nhàm chán cho người xem. Mới đây thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một loạt những quảng cáo bất thình lình khiến người xem không thể dự đoán được. Trong đoạn video, một chàng trai liên tục thực hiện những pha té ngã, sau đó khéo léo giới thiệu sản phẩm của mình. Mặc dù không có bất kỳ mối liên quan nào giữa các tình huống này, tuy nhiên sự biến hình đúng lúc của chàng trai đã tạo nên sự thú vị cho những video này khi khán giả không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc anh sẽ giới thiệu sản phẩm nào tiếp theo. Và mỗi video như thế sẽ là một nội dung ngẫu nhiên, chỉ khi xem hết thì khán giả mới biết hết nội dung thật sự. Cộng đồng mạng thì đã nhận xét rằng đây là một cách thông minh vừa giúp tăng lượt xem, vừa giữ được sự quan tâm của khán giả. Sâu sản phẩm nhanh như gió thổi. Gần đây nhất phải kể đến những màn livestream quá mẫu liên tục của các pháp sư Trung Hoa đã khiến cộng đồng mạng phải kinh ngạc. Và trong các buổi livestream này, sản phẩm được trình bày liên tục trước mắt khán giả. Thay vì đi sâu chi tiết về chất liệu, nguồn gốc, cách sử dụng hoặc là thiết kế sản phẩm như thông thường, thì các người bán chỉ đơn giản nhắc tới tên của sản phẩm, đưa ra một vài lời đánh giá ngắn gọn, sau đó nhanh chóng chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Giá cả của sản phẩm sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Và có thông tin cho biết rằng hình thức livestream qua mẫu liên tục này đang là một trong những phương pháp bán hàng phổ biến nhất tại Trung Quốc. Điểm đặc trưng của những phiên livestream này là tốc độ nhanh chóng trong việc giới thiệu các sản phẩm, giá thành thấp, số lượng mặt hàng thì nhiều hơn và đa dạng hơn so với hình thức livestream thông thường. Và mặc dù còn khá là mới mẻ, tuy nhiên livestream qua mẫu liên tục này đã thu hút sự quan tâm đáng kể và đã được nhiều cá nhân áp dụng để thu hút lượt xem và tăng doanh số bán hàng. Thực tế cho thấy rằng hình thức này không chỉ gây ấn tượng bởi tính độc đáo mà còn là một chiến lược bán hàng thông minh của những pháp sư Trung Hoa. Điểm mạnh đầu tiên của phương pháp này chính là sự hấp dẫn, khiến người xem phải tập trung để theo dõi sản phẩm. Ngoài ra, nó còn kích thích tính tò mò, buộc khách hàng phải truy cập vào giỏ hàng để xem chi tiết, thông tin của sản phẩm nhiều hơn. Điều này giúp tăng cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm cùng một lúc và tạo ra một tương tác tự nhiên hơn cho khách hàng. Một điểm mạnh khác của hình thức livestream qua mẫu liên tục này chính là phù hợp với nhiều quy mô cửa hàng, đặc biệt là đối với các cửa hàng mới, chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là điều kiện thuê mẫu livestream chuyên nghiệp. Cụ thể, những người đóng vai mẫu trong các buổi livestream này chỉ cần phải nhanh nhẹn và phối hợp nhuần nhuyễn với đội ngũ, bối cảnh, âm nhạc là đã có thể tạo ra một buổi bán hàng hiệu quả và hấp dẫn. Khi lần đầu tiên cư dân mạng Việt Nam chứng kiến hình thức livestream độc đáo này, họ cũng rất là bất ngờ và tò mò trước cách bán hàng mới lạ của những pháp sư Trung Hoa. Nhiều người cũng không quên bày tỏ sự nể phục đối với khả năng sáng tạo không giới hạn của các nhà kinh doanh ở nước bạn. Thích cách livestream nhẹ nhàng kiểu này hơn mấy màn la hét, nhảy múa. Mình xem livestream thấy giá bán rẻ lắm luôn ý. Đỉnh cao bán hàng số lượng lớn, rẻ quá phải like nhanh, anh nhanh tay thì mua được, trừ số lượng hàng thì có hạn. Xem livestream kiểu này phải tập trung thì mới mua được. Nhẹ nhàng, nhanh, gọn lẹ. Chứng kiến những màn livestream xuất sắc trên, không ít người dùng mạng hay là các chuyên gia marketing đều tỏ ra rất là thán phục trước sự đầu tư hoành tráng, sáng tạo cũng như những nội dung hài hước mà các chủ cửa hàng đem lại. Có thể thấy được rằng thì việc xây dựng những phiên bản livestream thú vị và cuốn hút không chỉ tạo nên sự chú ý từ khán giả mà còn đặt nền móng cho sự thành công trong kinh doanh trực tuyến. Đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.